Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách làm tỏi ngâm mật ong nhé. Các bạn biết công dụng của tỏi ngâm mật ong, nó có rất nhiều công dụng. Và bây giờ mình đã hướng dẫn đã xong, mình sẽ nói về công dụng của nó. Bạn chọn cho mình những củ tỏi, tỏi ta nhé, tỏi của Việt Nam mình ấy. Khô, thật khô rồi các bạn ạ. Và mình cũng vẫn bóc ra như bình thường để mình nấu ăn nhé. Các bạn chọn cho mình những củ tỏi ngon và mình bóc sạch đi. Đây, mình sẽ bóc nhé. Đây, tỏi của mình rất khô rồi các bạn ạ. Dùng tỏi ta mình thì nó thơm, mình làm ngâm với mật ong thì nó tốt hơn là mình dùng tỏi tàu. Tỏi tàu nó rất mọng nhưng mà nó không được nhiều chất được như tỏi ở Việt Nam mình. Mình bóc sạch để mình sẽ cho một cái bát. Các bạn bóc xong các bạn cho mình vào một cái bát để mình để cho nó sạch. Tỏi ngâm mật ong này các bạn có tác dụng trị cúm này, và viêm họng này, chữa bệnh đau dạ dày này. Những người bị đau dạ dày ấy, mình chỉ cần ăn mỗi ngày 2 đến 3 tép tỏi như thế này thôi các bạn ạ. À. Chứ không cần ăn nhiều thì là nó sẽ nhanh khỏi bệnh. Nó còn có tác dụng làm đẹp da này. Chống lão hóa và cho da tươi sáng trẻ trung các bạn ạ. À. Nhất là những người bị nám ấy, họ ăn tỏi nhiều nhìn này khi mình ngâm mật ong ấy, họ sẽ làm cho mất vết nám đấy các bạn ạ. À. Nhân là thời tiết sắp sửa giao mùa này ấy, mình hay bị ho ấy, hoặc viêm họng ấy, là các bạn cứ ăn tỏi thường xuyên, này ngày chỉ cần ăn 2-3 tép thôi là mình sẽ cảm được cái ho cảm cúm ấy các bạn ạ. Các bạn chỉ cần dùng 15 gram tỏi này thì mình sẽ ngâm với 100 ml mật ong nhé. Thì là công thức của nó là dùng là như thế. Bình thường cứ bóc tỏi xong mình là cứ đổ mật ong vào mình ngâm ngập tỏi là được. Các bạn dùng cho mình mật ong rừng thì tốt, mà không có thì mật ong thường cũng được các bạn. Vì nhiều lúc mua mật ong rừng có phải là được đâu, mà mình không mua đúng thì vẫn là mật ong bình thường thôi các bạn. Các bạn bóc cho mình sạch nhé, rồi mình sẽ đem đi ngâm sạch tỏi lên, xong mình sẽ đi ngâm với mật ong. Vì tỏi này của mình là tỏi ta ấy, nên là nó bé nên là mình bóc hơi lâu. Nếu mà các bạn mà dùng tỏi Trung Quốc ấy thì nó to lắm nhưng bóc nhanh lắm, nhưng mà cái tỏi nó không có độ thơm của tỏi, nó công dụng của nó sẽ kém hơn, nên là mình chọn mua tỏi tỏi ta mùa này là hơi khó mua đấy các bạn, phải ra Tết là các bạn mua luôn thì họ vừa mới thu hoạch được. Hôm nay mình chỉ ví dụ làm ít tỏi thôi các bạn ạ, chứ còn đâu mình ngâm thì ngâm nhiều lắm các bạn ạ. Đây là 15 gram tỏi nhé, mình đã bóc sạch và mình sẽ cho vào một cái lọ. Bạn dùng một lọ thủy tinh như này cũng được, hoặc các bạn có thể dùng bằng các chai như chai rượu này cũng được. Nhưng mà dùng những chai rượu như này thì khi các bạn lấy tỏi ra thì hơi khó. Đây này, nhưng mình đã dùng chai rượu này để mình ngâm tỏi đã được 1 năm đấy. Màu tỏi của mình đã như thế này rồi các bạn ạ. Khi tỏi nó biến màu thành màu đen như thế này này, nó rất chứa rất nhiều các chất rồi các bạn ạ. Thì mình dùng rất tốt. Và các bạn sẽ dùng cho mình một đong nhé. Mình sẽ dùng với 15 gram tỏi này, mình sẽ dùng 100 ml mật ong. Đây mình đã dùng 100 ml mật ong đây. Mình sẽ đổ vào mình ngâm. Như thế này nhé, thì các bạn đậy kín cho mình bằng nắp này trong vòng độ 2 đến 3 tuần sau thì các bạn có thể dùng được. 2 đến 3 tuần sau các bạn có thể dùng được các bạn ạ.
Đây nha, mình sẽ giới thiệu với các bạn các sản phẩm của mình đã làm nhé. Như tỏi này mình đã dùng một năm này, mình đã làm cách đây một năm, tỏi đã chuyển ra màu rồi. Đây mình đang lấy ra bát như này đấy các bạn ạ. Và mình muốn cho nó ăn khỏe nhá, mình sẽ cho lên bếp mình xào đi thì nó như kiểu mình cô lên, như kiểu mình nắm mứt ấy thì nó rất ngon các bạn ạ. Đây mình đã cho vào những chai noni như thế này vì mình dùng rất nhiều để cho cả nhà dùng mà. Chai nó nên mình đã lấy không có lọ, mình dùng bằng những chai này mình ngâm được rất nhiều mật ạ. Tỏi mình mật ong. Khi tỏi đã lên men như thế này này các bạn ạ, màu trở thành màu đen là nó có hàm lượng chất dinh dưỡng rất cao này và có vitamin này, so được gấp rất nhiều lần so với tỏi mình ngâm để được 2-3 tuần mà mình dùng. Các bạn như mật ong thì mình đã giới thiệu đấy, các bạn dùng mật ong rừng thì tốt, không có thì mật ong nuôi hoặc mật ong bình thường đấy mình mua đấy. Như tỏi như thế này nhé, bây giờ mình sẽ đem đi cô để cho nó khô lên để mình cho vào một cái lọ mình có thể ăn đi ăn mất hàng ngày. Mình ngày mình ăn thường là mình ăn 3 tép, ăn cơm xong là mình ăn, hoặc là để cho nó có một đỡ mùi ấy, thì là mình ăn cùng với cơm cũng được cho nó đỡ bị mùi tỏi. Nó như mật ong này thì có cái mùi là rất khó chịu với mọi người nếu mà không dùng quen, và mình đã sẽ đem đi cô lại để mình ăn hàng ngày nhé. Các bạn bật chảo lên bếp nhé, rồi mình sẽ cho tỏi vào để mình cô. Các bạn cứ cho lửa vừa thôi để cho tỏi này nó mật ong ấy nó quyện vào cái tỏi này, sẽ nó sẽ quyện lại để cho nó thành như kiểu là mình làm mứt ấy, để cho nó cô đường vào tỏi. Nó rất tốt cho đường tiêu hóa đấy các bạn, nhất là khi mình bị đại tràng hay là bị dạ dày đấy, chính là chữa được cả bệnh dạ dày đấy. Các bạn chỉ cần ăn vài tép tỏi một ngày là mình có rất nhiều công dụng, nào thì trị cho da mình đẹp này, hết nám tàn nhang này, lại còn trị được cả cúm ho này, và nhìn chung là công dụng của tỏi và mật ong thì không thể giới thiệu hết được với các bạn. Các bạn hãy tìm hiểu thêm nhé. Và mình đã dùng cái này vài năm nay rồi. Đấy, mình đã cho vào những cái lọ to như thế để mình dùng. Mình đã làm mỗi năm mình làm đổ 3 cân tỏi. Mình sẽ cô sau khi nào đường ấy, nó cô lại dính hết vào với quên mật ong, mình cô lại và dính hết với cả tỏi thì lúc ý là nó sẽ được các bạn, vì mình nói là đường là mật ong nó có đường thì đây này, như thế này một kẹo nữa là nó sẽ khô và cô lại, là các bạn có thể để cho nó nguội rồi mình cho vào lọ mình dùng hàng ngày rất tiện các bạn ạ. Mình đi đâu mình cũng có thể đem đi, những lần các bạn mà đi công tác hoặc là đi xa nhà mình đem đi để mình dùng, mình không phải đem cái chai to mà mình chỉ cần đem cái lọ vừa vừa thôi là được. Cái này chống lão hóa rất tốt đấy các bạn ạ. Mình cô như thế này là gần được rồi đấy các bạn ạ. Là sau mình tắt bếp rồi mình để nguội nhé, là mình sẽ để dùng. Khi các bạn ngâm tỏi này thì được 1 năm thì nó mới trở được màu đen như của mình như thế này nhé. Còn các bạn dùng vài tuần vài tháng thì tỏi nó chỉ hơi hơi ngả màu thôi, chứ không thể đen như của mình như thế này. Đây là mình đã làm được 1 năm rồi đấy, nên tỏi của mình đen là như thế này. Như thế này là rồi đấy các bạn ạ. Mình sẽ tắt bếp để mình cho ra một cái bát nào đó để mình nguội, xong đó mình cho vào một cái lọ nhé.
Thì các bạn, sản phẩm cuối cùng của mình sau khi ngâm được một năm mình đã cô lại thành như kiểu mứt đây để mình dùng hàng ngày đây. Sản phẩm đầu tiên là mình chỉ ngâm với vừa ngâm xong đấy các bạn ạ. Và đây này, một năm sau là nó có nước như này này, các bạn muốn cho không có nước thì các bạn phải đi cô như mình như vừa nãy, mình đi làm cho đường nó ấy lại. Và như thế này là mình có thể cầm tay mình ăn luôn được các bạn ạ. Chúc các bạn thành công với cách làm tỏi ngâm mật ong.